Hello mọi người nha. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng để học ngoại ngữ rất là tuyệt vời, dễ sử dụng để mà làm được cái video như ngày hôm nay á. Thì Bi đã trải nghiệm sử dụng cái ứng dụng này trong hơn 3 tháng rồi ha. Thì cái ứng dụng này thì nó cũng rất là nổi tiếng. Tại vì được rất là nhiều người chia sẻ rồi, đó chính là ứng dụng Duolingo. Cái ứng dụng này á, thì thứ nhất là mình có thể sử dụng miễn phí, có thể sử dụng trên tất cả các hệ điều hành, và đặc biệt hơn nữa là các bạn có thể sử dụng trên cả máy tính để bàn hoặc laptop đều được. Các bạn có thể học mọi lúc mọi nơi, miễn sao có kết nối internet thôi. Đây ví dụ như là Bi sẽ cho các bạn xem nha. Đây là Bi đang sử dụng giao diện ở trên máy tính nè. Đó, Bi đang sử dụng Duolingo để học tiếng Hàn và tiếng Anh. Đó, các bạn có thấy nè, giao diện ở đây là ngôn ngữ mình đang học. Thì các bạn có thể chọn ngôn ngữ tùy thích. Ở đây mình có tới 40 loại ngôn ngữ khác nhau ha. Thì kế bên đây là một cái đánh dấu quá trình mà mình học. Ở đây số 123 có nghĩa là Bi đã học tiếng Hàn bằng cái ứng dụng này liên tiếp nha, liên tiếp được 123 ngày. Cái bên đây chính là một cái giống như là cái số tiền thưởng đó, để mà mình có thể mua những cái tính năng hoặc là review cái mạng ở trong ứng dụng Duolingo. Tại vì nếu mà mình sử dụng bản free á, thì nó sẽ có limit, nó sẽ có giới hạn về cái số lần mắc lỗi mỗi mỗi nếu mình mà đầy đủ á, thì mình sẽ có là khoảng 5 lần mắc lỗi, gọi là 5 mạng đó. Thì mỗi lần mà mình trả lời sai một cái gì đó, nó sẽ trừ đi một mạng. Thì các bạn có thể dùng kim cương, dùng cái này nè đó, để mà mua, để review mạng mới. Hoặc là các bạn có thể practice, có thể luyện tập á, để mà có thêm mạng cho mình. Ở đây học cái ứng dụng này khá là thú vị nè. Nó sẽ dạy cho mình đầy đủ kỹ năng luôn, từ bảng chữ cái nè, từ vựng nè, rồi ghép thành câu, trò chơi đồ. Và đặc biệt là nó sẽ có xếp hạng á, có thử thách, có xếp hạng cho mình đó, để mà mình có thể thi đua với bạn bè đó, động lực để cho mình học giỏi hơn, hàng ngày chăm chỉ hơn ha. Ở đây mình có thể vừa học vừa chơi. Ví dụ như ở đây Bi đang học tiếng Hàn đó, thì các bạn có thể nhìn thấy nè, họ dạy cho mình cách phát âm, thấy không? Dạ, dạ, ồ. Đó, theo bảng dạ. Chữ cái nè, rồi mình có thể mà học theo cách trả lời trắc nghiệm nè. Đó, đây là học bảng chữ cái cơ bản thôi nha. Cái từ này đọc là A nè, giống như trong từ father, thấy không? Cái này là đọc là O nè. O. O. Cái này từ cup, anh cup. Này là M, M, like me, đúng không? Đó, mình sẽ, ví dụ như ở đây mình sẽ bấm vô đây để mà mình học cách phát âm của những cái chữ cái này. Thì nó sẽ thiết kế cho mình những cái câu trả lời trắc nghiệm á. Đó, ví dụ như cái này là mình sẽ đọc là C. Đó, mình sẽ chọn vô đây ha. Rồi mình bấm check. Đó, đúng rồi nè, thấy không? Rồi mình sẽ tiếp theo. Đó. Rồi ở đây nó có dạy cho mình luôn cái cách viết nè. Rất là tuyệt vời ha. Đây, kéo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Đó, cách viết từ cờ trong tiếng Hàn. Được chưa? A, này đọc là A, mình sẽ chọn A. Đây, viết cách viết từ A nè, kéo từ trên xuống dưới, sau nét thứ hai kéo từ trái qua phải. Đó. Rất dễ luôn. Kha. Kha là cái này. Đúng không? Là G với A, đó, G với A mình viết lại đọc là kha. Đó. Thì qua chưa? Rất là đẹp luôn á các bạn. O, cái này đọc là O, mình sẽ chọn đây. O. Rồi cách viết từ O nè, đó. Chưa? Không cần phải đến trường lớp luôn. Rất là dễ dàng luôn. Bây giờ mình sẽ nói từ ha, co ở đây. Đó. Ma. 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 Viết từ M nè. Dạy rất chi tiết luôn nha mọi người. Đó, cách viết và ghép ghép chữ cái với nhau. Ta
mình sẽ nối bên trái và bên phải với nhau nha. Mo nè, mo, ca nè, ha, co nè, mà đó, rất là dễ luôn. Cứ như thế thôi, mình vừa học vừa chơi, không bị stress gì hết. Ở cái app này nó đồ họa rất là đẹp luôn các bạn. Nếu như các bạn học tiếng Anh nha, những cái con nhân vật này nè, nó còn được thiết kế là sẽ nói cái miệng theo cái âm đó luôn, rất là dễ thương ha. Rồi, đó là mình học bảng chữ cái. Còn bình thường á là nó sẽ chia ra nhiều cấp độ, nhiều bài học nè. Đó, thì mình đã học được tới bài số 18 rồi, bài 17 thôi. Có rất là nhiều bài học cho mình ha. Ở đây mình sẽ vô học thử một bài cho các bạn coi nha. Chỗ ngủ là nun. Ở đây nếu như các bạn không biết từ này có nghĩa là gì đó thì mình có thể để chủ đây đó, nó sẽ có nghĩa cho mình. Mình đang học mà chứ không phải làm thi đâu, cho nên mình cứ thoải mái ha. Rồi từ từ mình sẽ nhớ thôi nha, các học được vẫn rất hay. Uchane mo peo. Uchane là gì? Uchane là midnight đó các bạn. Cái này mình không biết nè. Đó, mo là cái gì để hỏi what, thì peo mo peo có nghĩa là what do you do at midnight đúng không? Đó, mình đã sai rồi. Cái này là morning. Uchon là morning. Thì mình sẽ chọn nè, what do you do in the morning? Đó, check ha. Đúng rồi nè. Đó, nục trà. Cái này mỗi từ nó đều có đọc nè. Nếu mà các bạn nghe không rõ, các bạn bấm vô đây. Nục trà. Nục trà. Nục trà là lục trà đó các bạn. Là green tea đúng không? Đó, green là lục đó, xanh lục đó. Green tea là lục trà. Cái này giống như tiếng Việt mình nghe là lục trà đó. Green tea, lục trà. Lục sẽ in sẽ đến của đi. Lục sẽ in là màu green nè. Sẽ nó là bird. Ori yellow. Ori the green. Cái này có nghĩa là the green bird is a dog có nghĩa. Một con chim màu xanh á, con chim màu xanh là một con vịt nha. Lục sẽ in. Lục sẽ in là màu xanh, sẽ in. Ori yellow. Ori là con vịt yellow. Mắc cười ha. Tham nghe phu long nghe nên nam đi đà. Tham là nai đó các bạn, đúng không? Đó, thấy chưa? Tham là nai, phu long nghe nên là else. Cú mèo. Nam đi đà là fly, có nghĩa là else fly at night. Đó, nghe lại nè. Tham nghe phu long nghe nên nam đi đà. Đó, else fly at night. Đó, đúng chưa? Phu ran ip in Taro Masi Exile là không có ha. Purin là cái màu đó. Màu gì? Màu green luôn. Nó cũng là green luôn là, hoặc là blue. Ở đây mình không có từ blue thì mình sẽ chọn green. Thì mình sẽ thêm màu từ the green. If in đây là leaf. Leaf là lá đó các bạn. The green leaf. Taro Masi Exile. Cái này là không ngon á. Very taro là very. Masi là tasty, upside là not nè. It's not very tasty. Có nghĩa là cái lá màu xanh đó thì nó không có quá ngon. Floor cleaning. Floor là gì? Floor là bathtub. Bathtub cleaning là cleaning. Trong sụ. Đó, và ba thật trong sụ là floor cleaning, lau sàn. Urinin sẵn sàng nim thề khayo. Urinin là we. Khayo là going hoặc là go. Sẵn sàng nim là giáo viên. Take care là house. Có nghĩa là we are going to the teacher's house. The teacher's, phải S nè, là sở hữu nè, house. Được chưa? Urinin sẵn sàng nim take care. Urinin sẵn sàng nim take care khayo. We are going to the teacher's house. Is this so good? Is it so good? Là gì? Chỗ ai vô? So là Pyro. Pyro, chỗ ai vô? Rồi, cái này là mình trả lời sai rồi, thấy không các bạn? Chỗ ai vô là good là đúng rồi mà. Và so là charm. Charm chỗ ai vô? Đó, khi mà mình trả lời sai, nó sẽ có cái đáp án dưới đây để mình ghi nhớ, là sao mình sẽ chọn đúng nha. Kochi nổ rang checky theo. Nổ rang là yellow. Kochi là hoa. The flower is yellow. Kochi nổ rang checky yellow. Kochi nổ rang checky yellow. Đó, đây là cái tộc nè. Kochi nổ ra sẽ kìa. The flower is yellow. Đúng rồi. Quá đúng tuyệt vời. There are not many messages. Message là tin nhắn á. Không có quá nhiều tin nhắn. Ở đây á, mình sẽ có cái từ tin nhắn là messaging in. Money là
Pyro. Many like, not many. Là Pyro đúng rồi nè. Pyro. Pyro. Obsumia. Obsumia. Đó. Có nghĩa là đây. Messages đọc. Đọc giống như là tiếng Anh luôn. Messages and Pyro. Obsumia. Anh nhớ đến xin lỗi việc của chị lần này không? Cứ nhỏ nên. Cứ nhỏ nên. Say. Một. Y. Y ra. Y ra nào vô. Y ra nào vô. Cứ nhỏ nên là C nè. Xe phốc xe phốc là don don nói chưa một work. Là can't ironayo là work wake up she can't wake up at dawn cô ấy không thể thức dậy lúc hoàng hôn nha yeah. Is it so good là cái nãy mình sai nè giờ mình sửa lại so lại này choayo là good đó chưa mình sai có đáp án liền để cho mình biết là sau khi mình làm xong á thì nó sẽ có hiện ra kết quả là mình đúng được bao nhiêu phần trăm và mình sẽ kiếm được kinh nghiệm ở dưới đây để góp phần mình nâng cái hạng của mình đó rất là tuyệt vời luôn. Mình coi video lesson là mình sai chỗ nào nè các bạn thấy chưa đó thì khi mà mình học bằng cái ứng dụng này á cách để mà mình có thể ghi nhớ tập đọc tập viết á thì ghi nhớ mặt chữ á thì các bạn nên chuẩn bị một cái cuốn sổ tay đây để có chuẩn bị cuốn sổ tay nè đó rồi viết ra các câu trong bài học cùng với ý nghĩa của nó để làm chi để mình luyện viết cho quen cái từ ngữ mà vốn mình chưa có quen đó mình đang học đó sau này nó sẽ mình sẽ nhớ cách viết mình học viết nó sẽ dễ dàng hơn đó. Xong thì mình sẽ qua bài học tiếp theo. Một cái điểm tuyệt vời nữa ở cái ứng dụng này á, khi mà các bạn sử dụng bản free trên điện thoại, các bạn sẽ phải xem quảng cáo sau mỗi bài học hoặc là xem quảng cáo để mà có thể tăng cái số lượng mạng của mình. Nhưng mà khi các bạn chuyển sang bên giao diện máy tính nè thì nó không cần phải làm những cái điều đó mà nó lại học rất là thoải mái luôn nha. Đó. Ngoài ra nếu các bạn có thể đầu tư cho cái việc học của mình trở nên suôn sẻ hơn, học mọi lúc mọi nơi thì các bạn có thể thử trải nghiệm cái Super Duolingo nè ha. Đó là những cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng ứng dụng này để học thêm một ngoại ngữ. Thì mình hy vọng là sau cái video ngắn chia sẻ này thì các bạn có thêm một cái phương án giúp cho mình cải thiện cái ngoại ngữ của mình đó, cho mình có nhiều cơ hội hơn để thăng tiến trong công việc cũng như là tìm được một cái công việc có mức thu nhập cao hơn hoặc đơn giản chỉ là cải thiện nâng cao giá trị của bản thân hơn thôi đó. Thì video làm nó cũng không có được chuyên nghiệp lắm nhưng mà mong với sự chân thành sẽ đến được trái tim của các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy cho Bi một like cũng như là đăng ký kênh và ủng hộ Bi trong những video sắp tới nha. Chúc các bạn có một cái sự học tập tinh tấn và đạt kết quả tốt. Goodbye, see you later.